Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử của thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 09 NQTU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 và định hướng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu được đặt ra của nghị quyết nhằm tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành nền kinh tế mũi nhọn. Đến năm 2025, công nghiệp văn hóa thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Doanh thu từ các ngành công nghiệp văn hóa phần đầu đóng góp khoảng 5% GDP của thành phố. Đến năm 2030, công nghiệp văn hóa thủ đô cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành lĩnh vực khác. Hà Nội nằm trong nhóm các thành phố có ngành công nghiệp văn hóa phát triển hàng đầu, có thương hiệu, sản phẩm uy tín, khả năng cạnh tranh cao với các thành phố trong khu vực, là thành phố sáng tạo có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Doanh thu từ các ngành công nghiệp văn hóa phần đầu đóng góp khoảng 8% GDP của thành phố. Đến năm 2045, công nghiệp văn hóa thủ đô là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện, là động lực phát triển các ngành lĩnh vực khác. Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của khu vực châu Á, thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa du lịch lớn đặc sắc, có sức cạnh tranh quốc tế. Doanh thu từ các ngành công nghiệp văn hóa phần đầu đóng góp khoảng 10% GDP của thành phố. Sở dĩ Hà Nội có thể tự tin đặt mục tiêu cao bởi thủ đô có tiềm năng, lợi thế, điều kiện phát triển công nghiệp văn hóa mà không phải địa phương nào cũng có được. Đó là lịch sử ngàn năm văn hiến, sở hữu nhiều danh hiệu văn hóa như thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Tuy nhiên, vì là một lĩnh vực mới nên quá trình khai thác, phát huy nguồn vốn văn hóa còn không ít hạn chế, thách thức. Và đây cũng là điều trăn trở, câu hỏi được đặt ra khi Hà Nội chủ trương nghiên cứu, tham vấn, lựa chọn và triển khai hoạch định chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa phù hợp. 5.922 di tích lịch sử danh thắng, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, 1.350 làng nghề, 1.173 lễ hội và sự kiện văn hóa nghệ thuật, cùng 115 không gian sáng tạo đa lĩnh vực, là kho tàng đáng tự hào, nguồn tiềm năng to lớn. Thế mạnh để Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa còn là nguồn lực con người to lớn với trên 51,7% dân số trẻ. Tập trung số nhà khoa học đồng hành, nơi hội tụ nhiều nghệ nhân giỏi, thợ lành nghề, cộng đồng sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa. Với vị thế là thủ đô của cả nước, Hà Nội còn là trung tâm lớn về khoa học công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế, có mối quan hệ hợp tác với hơn 100 thủ đô các nước, quan hệ thương mại với trên 200 quốc gia vùng lãnh thổ. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển, tạo ra thị trường rộng mở để sản xuất tiêu thụ các sản phẩm từ ngành công nghiệp văn hóa. Các đơn vị, các cơ quan của nước ngoài ở Hà Nội, họ đang rất là yêu Hà Nội, căn bản Hà Nội có một văn hóa rất là đặc biệt, rất là giàu có, và nó có rất nhiều những cái hoạt động để họ có thể tham gia, và thậm chí là họ có thể là tổ chức cùng với cả người dân Hà Nội cũng như là chính quyền Hà Nội. Và chúng tôi biết rằng là mặc dù trong thời gian Covid là rất khó khăn tổ chức những cái buổi mà trực tiếp, thì mọi người bắt đầu tổ chức những cái buổi còn như online. Điều đó chứng tỏ rằng là việc mà thúc đẩy công nghiệp văn hóa của Hà Nội thì là vừa có một cơ sở rất là vững chắc và cũng là có tiềm năng rất là to lớn. Nghị quyết về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô thì đây chính là những cái bước để chúng ta hiện thực hóa, chúng ta cụ thể hóa cái việc xây dựng phát triển văn hóa con người của thủ đô, đáp ứng cái yêu cầu phát triển không chỉ của thủ đô mà còn của đất nước nói chung. Khi chúng ta nói đến những cái tinh hoa của văn hóa Hà Nội thì chúng ta cũng nói đến cái niềm tự hào của văn hóa Việt Nam. Chính vì thế nên là chúng ta cần phải bảo vệ, phát huy các cái giá trị văn hóa, các cái giá trị con người của Hà Nội để tạo nên cái niềm tự hào cho đất nước, tạo nên những cái sức mạnh cho dân tộc của chúng ta trong giai đoạn sắp tới. Nếu đơn thuần chỉ dựa vào văn hóa truyền thống sẽ không đủ để gia tăng sức cạnh tranh. Chính vì vậy, trong 12 lĩnh vực của công nghiệp văn hóa, Thành ủy Hà Nội xác định sẽ tập trung đầu tư, phát triển một số lĩnh vực giàu tiềm năng, có lợi thế, phù hợp với thực tiễn thủ đô và từng giai đoạn cụ thể. Tôi nghĩ rằng phải có những cái đặt hàng lõi. Thành phố Hà Nội đặt hàng lõi cho tất cả những cái nhóm sáng tạo hay là những cái nhà hát để tạo ra những cái sản phẩm đặt hàng lõi. Từ đấy sẽ thu thập được nhân tài này, từ đấy sẽ tìm ra phát triển này, mở rộng cái chính sách phát triển phối hợp, tạo ra networking. Nói đến cái công nghiệp sáng tạo ấy, là chúng ta nói đến là làm sao những yếu tố sáng tạo nó phải thương mại hóa được. Thế để thương mại hóa được, sáng tạo được thì các cái cộng đồng sáng tạo nó họ phải cộng sinh được với nhau. Và muốn cộng sinh được với nhau thì rõ ràng là chúng ta thấy phải để cho họ có được những cái không gian gần nhau về mặt vật lý, hoặc có được một cái môi trường mà có thể cộng sinh được với nhau. Những giải pháp chính đang từng bước được thành phố tập trung triển khai như xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách,
khuyến khích phát triển bền vững các không gian sáng tạo, trở thành hệ sinh thái sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, phát triển kinh tế số, kinh tế ban đêm, mở rộng giao lưu hợp tác trong nước và quốc tế về văn hóa. Đặc biệt, Hà Nội sẽ tập trung xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu thành phố sáng tạo của UNESCO. Nghị quyết 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa đang được các sở ngành địa phương triển khai với những giải pháp cụ thể. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên tại huyện Đông Anh, địa bàn nổi bật với những giá trị truyền thống của thủ đô. Có niên đại 2.300 tuổi, được đánh giá là một di sản độc đáo với lịch sử buổi đầu dựng nước của dân tộc. Thế nhưng Cổ Loa lại không phải là điểm đến được du khách lựa chọn như nhiều di tích tiêu biểu khác của thủ đô. Thực hiện nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa, tới đây chất lượng các sản phẩm du lịch tại điểm di tích này sẽ được cải thiện, nâng cao và đa dạng hơn nữa, đồng thời sẽ có thêm một số dự án đầu tư xây dựng nhằm tạo nên những điểm nhấn về không gian du lịch văn hóa, làm tiền đề để phát triển công nghiệp văn hóa. Việc xây dựng đền thờ Ngô Quyền và các dự án trong chương trình công trình trọng điểm. Vì vậy, chúng tôi xác định việc tuyên truyền đến mỗi người dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án cũng là một trong những mục tiêu rất là quan trọng. Bên cạnh đó, việc xây dựng những sản phẩm ô cốp tại địa phương thì cần phải có những bước mạnh dạn hơn để phát triển văn hóa gắn liền với những sản phẩm, những đặc trưng của địa phương. Tương tự như điểm di tích Cổ Loa, làng nghề thủ công mỹ nghệ xã Vân Hà cũng là một điểm nhấn công nghiệp văn hóa, sẽ được huyện Đông Anh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến đầu tư và ưu tiên phát triển trong thời gian tới. Muốn đẩy mạnh cái công nghiệp văn hóa thì chúng tôi phải hình thành các cái phố nghề. Đấy, phố nghề có thể là khu công nghiệp, nó là khu tập trung. Nhưng các thôn nào thì đều hình thành ra những cái phố nghề nhỏ để các hộ có hàng, sản xuất hàng sẽ bày bán và tạo lên những cái điểm du lịch. Chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền và xúc tiến đầu tư, ưu đãi phát triển ngành công nghiệp văn hóa của huyện mà có sẵn lợi thế, tiềm năng như là nghệ thuật múa rối nước đào thục, nghệ thuật biểu diễn về tuồng của Xuân Nộn, Cổ Loa hay là vật truyền thống, các cái nghề ẩm thực truyền thống, văn hóa tâm linh vân vân. Để phát triển mới các nghề thiết kế quảng cáo, các cái phần mềm và giải trí du lịch văn hóa ở trên địa bàn. Bám sát các quan điểm chỉ đạo của nghị quyết 09, huyện Đông Anh phấn đấu đến năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa sẽ là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng, là động lực phát triển của các ngành lĩnh vực khác, góp phần chủ yếu vào thu nhập bình quân đầu người. Xây dựng Đông Anh là đô thị thông minh hiện đại, đóng góp vào việc xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo của khu vực châu Á.